Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy may mắn. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà và năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà năm 2021. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm trước khi xây nhà, động thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì chúng ta cần phải xem tuổi của gia chủ Canh Tuất 1970 có phạm vào tuổi đại kỵ không, đó là Tam Tai, Hoang Ốc và Kim Lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà sẽ bị hạn Tam Tai. Tuổi 1970 xây nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn Tam Tai thì gia đình sẽ phải gặp nhiều điều xấu và không may mắn, vận xui xẻo đeo bám mọi người, dễ gặp các biến cố hay là tai họa không thể lường trước được. Còn sát đến hạn Kim Lâu, nếu gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm Kim Lâu thì quanh năm ốm đau, bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí thì giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn hạn Hoang Ốc, nếu gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm Hoang Ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Canh Tuất 1970 không bị phạm vào Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Vì vậy, năm 2021 tuổi Canh Tuất động thổ xây mới rất tốt. Tuy nhiên, cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn xem ngày động thổ, thiết kế bố cục phong thủy nhà ở để được tài lộc và may mắn suốt đời. Tiếp theo, ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm thì các thiên tinh đáo đến khác nhau nên gây những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau: tuổi Canh Tuất 1970 mệnh chấn mộc có bốn hướng tốt: đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí, và bốn hướng xấu đó là tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát, tây bắc ngũ quỷ. Còn xét sang hướng đông thì gồm ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để được lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi Canh Tuất 1970 xây nhà vào hướng đông thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ, thuộc mộc, hướng đông nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng bắc gồm ba sơn Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Canh Tuất 1970 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng đông bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Còn xét đến hướng đông nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tị từ 112,5 đến 157,5 độ và Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Mậu Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Canh Tuất 1970 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn các lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp thì phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn xét đến hướng nam thì gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao nhất bạch báo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi 1970 Canh Tuất nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí để hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn, việc xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người Canh Tuất 1970 mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lập Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Còn xét sang hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt, xây được vào năm nay thì nên xây. Tuổi Canh Tuất 1970 mà xây nhà hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Tuất 1970 xây nhà hướng này cần phải hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970.
Xét sang hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2021 bị Phạm Thái Tuế và Sao Lực Sĩ, hơn nữa bị Phạm vào Bộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Canh Tuất Nam Mạng xây nhà hướng này phạm vào Lục Sát, thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà Lục Sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tổng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Xét đến hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 phạm Mậu kỷ đô thiên sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Bộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thật sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Còn đối với Nam Mạng Canh Tuất 1970 mà xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Tiếp theo chúng ta sẽ xét đến nữ mạng tuổi Canh Tuất 1970. Mệnh Trấn Mộc có bốn hướng tốt, đó là Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, Nam Sinh Khí, và bốn hướng xấu đó là Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát, Tây Bắc Ngũ Quỷ. Hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được lựa chọn đúng thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp với nhà hướng Đông. Nữ mạng tuổi Canh Tuất xây nhà hướng Đông thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phù vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét đến hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Nữ mạng tuổi Canh Tuất xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp được hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
còn sát sang hướng đông nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa gì. Nữ mạng tuổi Canh Tuất 1970 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Quốc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng tiếp theo đó là hướng nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao nhất bạch đáo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi 1970 Canh Tuất nữ mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tử và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế ban đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét sang hướng tây nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm mộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người tuổi 1970 Canh Tuất ở nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hòa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Xét đến hướng tây thì gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt. Vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay là tốt nhất. Tuổi Canh Tuất năm 1970 xây nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh lại là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Tuất 1970 khi xây nhà hướng này cần phải hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970.
Xét rằng hướng đông bắc gồm có 3 Sơn Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2021 bị phạm phải Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Canh Tuất nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp gia chủ tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Tiếp đó là hướng Tây Bắc gồm 3 Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, phạm Mậu Kỷ Đu Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Với nữ mạng Canh Tuất 1970, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái thì khó dậy. Hơn nữa, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng Tây Bắc cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Năm 2021, hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng phạm ngũ hành nạp âm của Thái Tuế khắc nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm 2021, nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộc, Vận Thủy, Tân Sửu, nạp âm Thủy, các Sơn, Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng vì phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát khí của Trung Cung, là khí của Mậu Kỷ, đến hướng đây là thiên khí sát vận đại hung nên không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay tu tạo. Nếu phạm phải khí này thì nặng mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn hại quan vận, sự nghiệp trắc trở. Năm 2021, ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không được xây mới hay tu tạo sửa chữa. Phạm vào Thái Tuế sát là đối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng lớn nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách nặng thể hưởng đến tính mạng. Năm 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí sửu trên là bạn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn phạm vào tam sát bao gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát. Năm 2021, lưu ở phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba Sơn, Dần, Mão, Thìn. Chủ về tai họa là sát khí của năm nên cần kiêng kỵ xây nhà mới. Phần tọa phạm những sát này, bởi khi phạm tam sát sẽ gây hại đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021, những nhà có Sơn, Dần, Mão, Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này tránh tai họa. Còn phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là từ Trung Cung, khí sát của Thiên Can Mậu Kỷ thì hàng năm con ông không bay về phương Mậu Kỷ để tìm mật. Mậu Đô Thiên Sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên Sát nữ mệnh đặc biệt kiêng thắng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, hướng nhà Thìn, Tỵ, tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất, Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch.
Để việc xây nhà được hanh thông may mắn, từ ngàn đời xưa các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo còn có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà thì được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp những người trong nhà có được bình an may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để tăng các khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa để trấn trạch. Trên đây thì phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán xây mới và sửa chữa các hướng nhà vào năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng xấu cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Còn hướng Bắc thì xây đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn 5 tháng ngày giờ tốt lành, xây mới hay sửa chữa cũng rất cát. Việc xây sửa, lựa chọn thời điểm 5 tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta cần phải xem đến tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về việc xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí bố cục và nội thất phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.